chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể tin được không? Có một thị trấn vô cùng đặc biệt, nó nằm ngay dưới lòng đất. Đây không phải là một bộ phim giả tưởng nào cả. Thực sự là có một thị trấn đang nằm sâu dưới lòng đất với 2.000 cư dân đang sinh sống. Nhiều người vẫn nói vui rằng đây có lẽ là mô hình mẫu của cả thế giới trong tương lai khi mà trái đất ngày càng nóng lên do biến đổi khí hậu. Nơi mà chúng tôi đang đề cập đến ở đâu, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi khám phá nhé. Các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng cái chuông bên cạnh để có thể nhận thêm những thông tin vô cùng thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Nào, bây giờ hãy cùng chúng tôi đi khám phá một thủ đô vô cùng đặc biệt nằm sâu dưới lòng đất. Nhiều người vẫn nói vui rằng có lẽ đây chính là mô hình mẫu của cả thế giới trong tương lai khi mà trái đất ngày càng nóng lên do biến đổi khí hậu. Chúng ta đang nói tới Copper Patty, thủ đô đá opal của thế giới nằm dưới lớp đá sa thạch ở Australia. Đây là một thế giới ngầm đặc biệt giúp con người tránh nóng ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 50 độ C vào mùa hè. Năm 1915, khi những người tìm vàng đã phát hiện ra trữ lượng lớn ngọc mắt mèo là opal, thì nơi đây bắt đầu nổi tiếng. Cư dân nhiều nơi đổ xô đến đây để khai thác và tạo ra vô số những hố rỗng trên lòng đất. Những người khai thác opal buộc phải đào những hang đá để có thể tiện cho công việc của mình. Một vài điều nếu như chưa biết về đá opal thì đây là một khoáng vật quý hiếm hơn cả hồng ngọc và kim cương, rất được ưa chuộng dùng ở các đền đài cung điện. Ngày nay, opal được xem là một món trang sức có giá trị cao. Theo thời gian, công việc tìm kiếm ngày càng trở nên quy mô hơn. Họ tiếp tục mở rộng diện tích tìm kiếm và nhiều ngôi nhà lớn được xây dựng tại nơi đây. Dần dần, những ngôi nhà xây dựng theo dạng hầm trú ẩn tạm thời đã trở thành một khu dân cư nhộn nhịp ở dưới lòng đất. Mặc dù nằm sâu dưới lòng đất nhưng ở đây không hề bí bách bởi bao quanh thị trấn này là hàng trăm khối hình trụ trục thông gió của căn nhà dưới lòng đất, được gọi là dugout. Năm 1981, một cư dân có tên là Umberto Coro đã phát hiện ra tiềm năng của những căn nhà nằm dưới lòng đất này, vì thế anh ta đã bắt đầu vào việc xây dựng khách sạn đầu tiên. Kể từ đó, danh tiếng của thị trấn nhanh chóng lan rộng và người dân trên khắp Australia đã kéo tới đây để thăm thú. Điều hấp dẫn khách du lịch nhất chính là có cơ hội ngủ trong những căn phòng rộng rãi, tăm tối nhưng hiện đại và đầy đủ tiện nghi ngay ở dưới lòng đất. Ngày nay, Copper Patty đã phát triển thành một trong những địa điểm độc đáo nhất nước Úc. Những ngôi nhà tuyệt đẹp trong lòng đất này có lối đi vào nhà liền kề với phố bên ngoài. Vật liệu chính bên trong các ngôi nhà là đá sa thạch bởi nó dễ khai thác, có tính ổn định và đem lại sự vững chắc cho ngôi nhà. Không chỉ vậy, màu sắc tuyệt đẹp của đá sa thạch không chỉ mang lại sự sang trọng mà còn tôn thêm vẻ ấm áp, thân thiện. Đối lập với cái nóng khắc nghiệt của thời tiết ở bên ngoài vùng sa mạc, ánh sáng tự nhiên chiếu vào khu vực nhà bếp, phòng sinh hoạt qua một trục thông ánh sáng lớn hơn. Phòng ngủ thì được đẩy lui nằm phía sau cùng của ngôi nhà để giữ được sự yên tĩnh tuyệt đối. Tại thị trấn ngầm Copper Patty luôn có một khí hậu lý tưởng là 24 độ C, độ ẩm vào khoảng 20% dù là ban đêm hay là ban ngày. Mặc dù sống dưới lòng đất nhưng đó không phải là lý do hạn chế trí tưởng tượng kỳ diệu của người dân Copper Patty. Họ chạm khắc vô số những hình ảnh tuyệt đẹp, kỳ lạ, song vô cùng tinh tế ở khắp nơi bên trong hang động này. Không chỉ có vậy, ở dưới lòng đất là một thế giới với các quán bar, thư viện, cửa hàng trang sức, siêu thị, phòng pizza, quán bar, bể bơi, khách sạn, nhà thờ, thậm chí là cả nghĩa địa. Đến đây, du khách có thể tìm mua được rất nhiều loại trang sức đẹp tại các cửa hàng ở dưới lòng đất trong thị trấn. Đặc biệt, ở đây còn có cả một bảo tàng nghệ thuật ngầm, Old Time Mine, từng là hang đá cổ, bên trong có rất nhiều tầng opal được lưu giữ lại, phản ánh một giai đoạn lịch sử của Copper Patty.